Dạ Hùng, Vĩnh chào quý cô chú anh chị thân mến. Đây là khu dân cư Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. Mà hôm trước thì Hùng có làm video giới thiệu đến nhà mình. Nó có vị trí chiến lược đó là nằm ngay tại gần với lại bờ biển, gần với lại bến du thuyền và gần với lại dự án Vega City, cũng như là gần với lại nhà hát đó, và gần với lại resort MVNA. Thì hôm nay là Hùng với lại chị Ngọc á. Chị Ngọc là chuyên gia khu vực Đường Đệ Vĩnh Hòa này. Chị Ngọc là có rất là nhiều cái sản phẩm ở khu dân cư này, nên nó là Hùng kết hợp với lại chị Ngọc. Thì chị Ngọc hôm nay là có mấy lô đất muốn giới thiệu thì đến cô chú. Thì cô chú anh chị mà thấy cái lô nào nó ưng, nó hợp với lại tài chính của mình và nó hợp với lại cái mảng nhãn của mình đó, thì có thể lựa chọn một trong những số cái sản phẩm hôm nay mà Hùng đi coi. Thì hôm nay là với lại đi với mục đích đó là để cô chú anh chị nắm được giá cả cũng như là vị trí từng khu vực cũng như là pháp lý ở khu vực này, để cô chú anh chị biết được là đất ở đây nó như thế nào. Còn về tiềm năng thì ở đây nó có vị trí gần biển, với từ 2 đến 3 tỷ thì cô chú anh chị có thể mua được cho mình một cái lô đất hoặc là một căn nhà ở trong khu vực này với pháp lý an toàn, và đi ra biển thì rất là gần đó. Thì chị Ngọc, Chị nghe. dạ thì hôm nay là chị muốn giới thiệu lô nào, nói đi. Thì có hai lô đây nhé. Hai lô hả? Lô một cả chủ. Lô này Lô này với lại lô này đúng không? lô này là diện tích của nó là Nói 66 mét. 66 mét. Ngang là 6 mét. Ngang 6. Dài 11 mét. Dài 11. Giá cả là vẫn ổn định như xưa đấy. Là 50 triệu một mét. 50 triệu một mét. Cái nhà này chỉ bán cho khách. Nhưng bây giờ là cổ phần và kiểu vẫy Vay hả? giờ vẫn bán cái giá 50 triệu một mét thẳng đi. À Nhà này là 2 phòng ngủ không khách không bếp đó. đây nhà đây Ngày bên cho thuê là tháng 3 triệu à rưỡi. À, còn muốn mua hai cái thì mua, mà mua một cái thì pháp lý của hai cái này là như thế nào chị Ngọc? ở đây là đất tái định cư hoàn toàn 100% thổ cư an toàn, À có sổ cầm chính tay sách đầy đủ, à có một sổ bên đây nó vay ngân hàng nha. bên này vay ngân hàng À, con sổ đấy là không vay nha. à À, đi xuống dưới này là chỉ có một lô nữa, một lô là nằm ngang 4 dài 15 chứ mà lại hướng xuống biển hướng à nam. Cái này là hướng bắc, đây lô hướng này là bắc, hướng hướng bắc. bắc là hướng đeo núi Cô Tiên Lô này nó nằm vô cái số nhà mà để mình tìm á là nhà tám nhà à 40. à dạ cái này thì pháp lý cái sổ đầy đủ hết Ok, à. chuẩn Đường này là như cô chú anh chị thấy là đường đường nhựa 13 mét 13 mét tiếp giáp với lại đường Nguyễn Dữ. à đường Nguyễn Dữ là trục chính của Vĩnh Hòa, Nha Trang, cô đô dân cư Đường Bên Đệ. đây là kiểu quốc phục, Dạ, trong kia là núi Cô Tiên. tiếp giáp gần đất với lại bến thuyền đấy. Đông Mương, Đông Mương nha. À, đây đi thẳng một mạch xuống kia là tới bến du thuyền. Khu này là khu của dân cư, là khách sạn đó, dân cư nhà giàu không á. Dạ. Rồi bây giờ mình đi xuống coi dưới kia kìa em. Ok. Thì cứ Thì quay chứ đây là chỉ bán giá ổn định không, nó không có cái nào lên giá hết á. Cái dạ. thời điểm mà đất sốt là chỉ bán một sáng buổi chiều bán lại luôn á. Cái cho em hỏi là cái đường này thì hiện tại lúc xưa là giá bao nhiêu, lúc mà thời điểm cao nhất là bao nhiêu? Lô này em biết nó hồi thời điểm đó là 5 năm 150 không bán á, bây giờ kẹt tiền mới bán á. À có nghĩa là đỉnh cao của cái con đường này là 55. Còn cái lô ở cái nhà này này, cái chủ đầu tư này là bạn chị. Chị mua là hồi đó mua cho nó là bình thường là mua buổi sáng buổi chiều hoặc vài ba ngày bán thôi, nhưng mà đợt À. này mua cái là đất đứng luôn á, thì là vẫn để lại cái giá 50 triệu mét đó. À, nhà đây thì có hai cái phòng ngủ đúng không? Trên thị trường các bạn là đứng 55 triệu mét á, À chị Ngọc nói thật á. dạ đâu giờ mình đi coi mấy lô nữa. Có giấy này mấy lô này luôn. Ok đi. Đây là con đường Lê Văn Miến của chú anh chị. Đường Lê Văn Miến thì nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng mà trên này thì nó có 3 đến 4 cái căn apartment. Đây lô này hả chị? Nói to lên, nói nhỏ quá Lô sao mà này nghe. hướng nam. Rồi. Lô này là của bà chị gái chị á. À hướng Nam. Ngang 40 mét.
À. dài 15 mét, Dài 15. tức là ở đấy thì họ lại thích hướng nam hơn, À, hướng nam là hướng ra đó, biển. đứng tường núi, view xuống biển. À. Ở đấy là xây dựng được 7 tầng tự do nhá. Ok. Cái lô này là tổng diện tích là 60 mét vuông vức. 60 mét vuông. Có như là khi mua là đó là đứng sau là một con tí nửa hầu đấy, một Nở cái đất, hậu. một cái đất. Nên là tổng diện tích 60 mét, ngang 4 mét, dài 15 mét. À, ngang 4 dài 15. Giá 3 tỷ 1, 3 tỷ chốt ạ. B giá B tỷ 1. Chốt B tỷ. Không thương lượng nữa đâu. Tôi À. học mua dòng này rồi. Mình mua hôm sinh những lô đất nó khó lắm. Cái căn 19 ấy. Căn số Căn 19. số căn này này. 3 tỷ 6 này. B tỷ 6. Số 9 này này. Số 9 này này. À, lô số 3 tỷ 9. 6. B tỷ 6. Cái này là cũng diện tích đất là bằng như nhau hết á. Ở đây là đất nhà cũng bằng nhau hết. Ở đây là khu tái định cư. Đất phân lô. Ngang 4. Ngang 4 dài 15. Ừ. Cái này là nhà là dạng là một trệt một lầu nhưng mà ở bên kế gọi là mê giả. À. Hai phòng ngủ. Mê giả. Mê giả. Cái này là chỉ bán lại cho họ chủ lại các cái này chỉ bán đó, cái đó là cùng chỉ bán đó. Bây giờ họ kiệt tiền đó, họ 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 bán lại. Cái này là 3 tỷ 6 nha. Đường này là đường đường này tên đường gì quên mất tiêu rồi, đúng là Triệu Quang Phục. Đường này là đường Nguyễn Địa Lô, đấy là Tây Mương nhá. Tây Mương đường Đệ Vĩnh Hòa. Tây Mương giải nó rẻ hơn, lô này của chị là 2 tỷ 6 đấy. Lô này là 2 tỷ 6. 64 mét, 64 mét. Ngang 4. 2 tỷ 6 chị nói giá bán nhé. À. Còn giá bán đúng không? Là 2 tỷ 6. Đây là bao nhiêu mét? 64 đúng không? À. Hướng này là hướng đông. Quay đi à, khách cần cái nào thì mình gửi vị trí và gửi thủ sẵn của họ mình quay để cho họ biết được cái cách làm thăm viên thôi. Dạ vâng. Có cần nói to nữa không em ơi? Nó to hết sức lên, trời ơi, nói nhỏ nhỏ nghe không rõ gì hết. Em là Ngọc mà đi với Hùng á để cho Hùng review các cái lô đất để cho Trình Ngọc bán. À. Cái lô này là nó nằm ở đường Nguyễn Địa Lô, à, Hòn Sền, à, thuộc phường Vĩnh Hòa, à, gần bến du thuyền. À. Đất đấy, cái lô đất này là tổng diện tích của nó là 64 mét, à, ngang 4 mét, à, giá bán 2 tỷ 6. Ok, good. Cô chú, anh chị, à, thích lô nào thì em Hùng sẽ gửi sổ gửi vị trí qua đây là để quay cho nó là thực tế ra. À, đây khu dân cư đây đường Nguyễn Địa Lô, đây là Tây Mương đường Đệ Vĩnh Hòa. Đi xuống đó là sẽ là đường Bùi Huy Bích. Bùi Huy Bích. Bùi Huy Bích là bắt đầu đi ra biển. Ra biển. Đây là đường Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục phía trước kia. Đó. Đấy là đất sạch nha. Đất sạch. Đất ở đấy là đất to là đất tái định cư nha, pháp lý cực kỳ chuẩn nha. Ok. Không lo gì nha. Rồi, cái xong. Có hai nhà này này. Còn lô nào nữa? Có nhà. Ừ, có nhà hả? Rồi đi. Chị Ngọc là chuyên gia ở khu vực này cô chú ạ.
Căn này hả chị? Căn này. À, đây là số 8 Nguyễn Địa Lô. Tao coi cái hình dáng bên ngoài nó là sao. Ngang 6 mét hả chị? Ngang nè. Ngang 4. Bình thường là ở ngang 4. À. Nhà đây mấy phòng ngủ đi? Nhà này 2 phòng ngủ, phòng khách không biết. À. À. Giá bán? Giá bán 3 tỷ 3 cho được. 3 tỷ 3. Đúng rồi. À. Cái nhà bên này thì 3 tỷ 9. Đâu nhà nào? Nhà này ba lầu này 3 tỷ 9. Nhà ba lầu đây à. Quay đi rồi cô chú anh chị ứng cái nào em sẽ gửi sổ, gửi vị trí qua. À. Cần thiết em gửi luôn số điện thoại chủ. À. Cho cô chú đặt niềm tin vào. Yeah. Cô chủ cho khách cô chủ dương đường à, có thể việc thoải mái. Yeah. Không đi quay cứ lấy tiền YouTube là chính thôi. Một tháng không quay được 44 đô đó cô chú anh chị tôi em nó lắm, em nó thật thà hiền lành tôi lắm. Nó giúp em nó hết sức rồi. Yeah. Này ước gì giờ vô coi căn này được nhỉ? Căn này coi được không chị? Căn này coi được chứ mà chủ mà không được chìa khóa chị lấy chứng nhận chứ. À. Căn này mà em thấy cũng được đấy. Dạ. Là đúng rồi hướng tây. Dạ. Căn này là hướng tây nè cô chú. Còn căn này là đang cho thuê 10 triệu thẳng đó. Đang cho thuê 10 triệu hả? 9 triệu. Có người thuê ở hả chị? Người ta thuê đó ở hả? Thuê 9 triệu tháng á. Cái này 3 tỷ 9. 3 tỷ 9. Dạ. Mà chúng những cái này giá, mấy cái này thì đều thương lượng chủ. Gặp chính chủ thương lượng, đúng không? Gặp chính chủ thương lượng. À. Còn nhiều lắm. Nhiều lắm thì đi coi, hôm nay coi cho hết luôn. Không, không, đến lên kia quay đi bị thì nhá. Ok. Hôm nay mình đi hết Vĩnh Hòa đi. À. Hôm nay mình sẽ đi với chị Ngọc coi hết tất cả các lô mà chị có khu vực này. Đây là đường Bùi Huy Bích. Bùi Huy Bích. Đây là dạ, được. Thôi bà kia là của tham giản à. Dạ, thì mỗi nhà này cho nó số điện thoại của nó là 379. Dạ. Tham giản nó gắn cái chữ cái kiểu này nhá. Thằng Lan em biết rồi, chị Lan. Dạ. Em có đây là có hai một cái nhà này này. Là tiền đường Bùi Hương biết nhất, cái này là phía Đông Mương. Đông Mương. Cái này là diện tích của nó là 80 mét. 80 mét là căn này hả? Ngang 4. Xin chào mẹ, em không được trái nhá. Em chào chị. Em không biết gì hết, nhiều lắm đấy nhá. Rồi, thì... Em tên là Ngọc nhá. Rồi. Cái này là diện tích của nó. Cái này là cái lô đất này là có nhà ở trên đất á. À, đây. Cấp 4. À. Là 3 phòng ngủ. À. 1 phòng khách. 3 ngủ 1 khách. 1 toilet. Đang cho thuê 4 triệu một tháng. Đang cho thuê 4 triệu nhưng mà chưa có người thuê. Mới trả không à. Mới trả hả? À. Cái này là
tổng diện tích là 80 mét. 80 mét. Ngang 4 mét. Ngang 4. Giá bán 50 triệu một mét. 50 triệu. À. Cái này hướng Bắc. Ok. Cái này ngang 4 kg này thì mới đẹp này. Lâu mà chụp đẹp này. 80 triệu một mét lô đó hả? 50 triệu một mét, diện tích của họ là 80 mét ngang 4 mét. À. Diện tích của lô đất này là, cái này là bán đất tặng nhà. À. 50 triệu một mét ngang 4. Tổng diện tích là 80 mét. Rồi. Rồi là thành dài 25 đấy. Ừ. Đây là đường Bùi Huy Bích. À, lâu lâu có những cái lô này. Ừ. Những cái lô này là hàng diễn này. Lô này là bố hôm quên chi giá cả, lô này là nó là thuộc là hướng nam á, view xuống biển. Hướng nam là nhìn xuống biển. Ờ, nhưng mà được cái là nó là 68 mét, nhưng mà còn là ngang 5. Ừ. Cái lô đất này rất là hiếm. Lô đất này ngang 5 đó. Đâu, ngang 5 đi vô coi coi. Đây. 33 tỷ 3 đó. Giá là 3 tỷ 3. Ngang 5 mét. Ừ. 68 mét. Nó hơn nó đắt giá hơn phía bên kia. À. À, hẳn là chỉ có được một cái chuyến này thôi là có ngang 5 này. À. Còn bên này sang ngang 4 hết. À, đây là ngang 4, ừ. Đây là ngang 5. Nhưng mà bên này là view biển. View biển nhìn xuống biển. À, cái này là đường Bùi Huy. À. Đường Bùi Huy Bích. Đường nhựa rộng 13 mét. Có thanh ngang luôn nhá. Đây đường nhựa rộng 13 mét, bên đây là có một cái vỉa hè, bên đây một vỉa hè. Lỗ này thì nó đẹp hơn. À. Ủa, nói chung là cô chú anh chị mà thích lô nào, quan tâm lô nào, em phải gửi sổ, gửi vị trí, gửi giá cho cô chú anh chị tham khảo. À. Bây giờ nhiều quá. À. Chỉ có gửi sổ, gửi vị trí từng lô cho họ thôi, mình quay để cho họ biết được là đất đai ở đây đó như vậy đó, nhiều lắm. À. Người mua không có người bán quá tươi. Đây, coi thêm. Đói bụng chưa? Sáng cho thủ ăn sáng hay chưa? Ngủ tóc mè điện thoại không có mệt quá. Để người đéo người khác đâu đó đâu nước ốc. Ngọt mệt tí. Lô này hả chị Ngọc? Ừ. Lô này hả? À, lô này view biển nè. Sao lô này? Lô này là 450 mét. 17 tỷ thương lượng. 17 tỷ thương lượng. Giấy tờ sao? Giấy tờ sổ đỏ ok. Sổ đỏ hả? À. Lô này là lô biệt thự, em quay vô lô đẹp nè. Đây. Em quay chị nhiều. Cái này view mới đẹp này. À. Đây, lô này là lô gốc hai mặt tiền đúng không? 17 tỷ. Rồi. Sổ là hợp đồng mua bán hay là hợp đồng góp vốn hay là cá nhân? Cá nhân ha. 17 tỷ. 17 tỷ. Có thương lượng không? Có. Thương lượng chính chủ. Thương lượng chính chủ. À. Vừa này là vừa mà. À. Đây. Bao nhiêu mét vuông? 450. Dạ.
Đứng đây là nhìn thấy view biển. Đây, view biển đây cô chú. Bốn trăm, nó có bị dính cái chiều ngang mấy mét anh chị, ngang bên này mấy mét? Dạ. Có dính cái cột điện đây không vậy? À. Né cái tủ điện ra đúng không? Lô góc hai mặt đường, bên đây là khu biệt thự Vĩnh Hòa. View núi biển đẹp quá. Dạ. Ở trên đây là núi Cô Tiên với lại view biển. Ờ, biển Du Thuyền ngoài này em thích. Bến Du Thuyền ở phía trước kia. Ở xa xa kia là bến Du Thuyền này. Ở chỗ mà có mấy cái cây dừa. Đó. Còn lô nào nữa chị đẹp? Có hai lô nữa. Hai lô nữa hả? Ok. Dạ rồi ok thì hai lô nữa. Lô góc hai mặt tiền 450 m, giá 17 tỷ. View biển. Dạ. À, chùa Đá Bảo thì đương nhiên rồi, phải đẹp rồi. Dạ. Thôi đi luôn chứ quay chứ nữa. Đây là đường Triệu Quang Phục cô chú anh chị ạ. Đường này thì có nhiều biệt thự lắm, nhiều đất biệt thự nữa. Đây là những lô đất biệt thự view biển nè. Ở đây từ 40 cho đến 42 triệu một mét. Đâu 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 quên rồi hả? Vô đây. Sao chị Ngọc? Đường này là đường Triều Quang Phục nhá. Giáp Tuyền với đường Triều Cục Ngạc này. À. Đi xuống đây là bến Du Thuyền, là chỉ rẽ xuống đây là bến Du Thuyền luôn. À, đi xuống đây. À, dạ. Anh Nghĩa có coi video nhớ này.
Cái lô này này, 40 triệu một mét. Lô này. Cái này là view biển hướng đông nam luôn nhá. View biển hướng đông nam. Cái này là 325 mét, ngang 15 mét. Là cái lô này. Lô này. Lô này lô đất xây biệt thự. Lưng chờ núi. Đây. Vùng biển và xây biệt thự tuyệt vời luôn. Đây. Ngang 15. Ngang 15. Tổng diện tích là 325 mét. Tổng diện tích là 325 mét, ngang 15 mét. Giá bán là 40 triệu một mét thương lượng. Để cái sổ hết rồi. Sổ sách đầy đủ. Đi ok. Đi coi một lần xíu ha. Là từ vị trí này. Từ vị trí này. Về đến là bên này. Đến đây. Đó, đó cái cột mốc của nó đó. Cạnh cái biệt thự đây. Ngó đây sao người ta chưa tách ra ta? Người ta cắm cột mốc chứ mà do bị đào tù này. Có cột mốc mà. Dạ cái lô đây là cái lô trên đây đúng không? Lô đây ngang đây. Lên trên đây nhìn xuống biển à. Là cái lô đây cô chú anh chị, ngang 15. Bị mấy kia. À. À lô này 55 triệu mét này chứ mà cái này hướng bắc nha, cái này là đất. Bên này là đất xây dựng tự do. Con đó là đất của thái định cư, đất phân lô biệt thự. Xây dựng tự do là bên này. Bên này là biệt thự, biệt thự thì chỉ có một trệt hai lầu, một lầu thôi. Đây. Phía bên này là biệt thự. À. Xây biệt thự, độ cao chỉ được 13 mét nha, xây giống vậy này. À. Diện tích là 300, xin nhắc lại là diện tích 325 mét, ngang 15 mét, cực kỳ đẹp vuông vức, đất sổ đỏ nha. Đây ba lô này. Liên kề. Ba lô. Bữa hôm là chủ nói chỉ là 50 triệu mét mà nếu biết là bao nhiêu luôn ấy. Chứ mà bên đây là đất xây dựng tự do nhá, bán cả ba lô chứ không bán lẻ. Cái này là chủ ở Đắk Lắk này. Còn lô nào nữa không chị? Lô dãy này còn lô nào nữa không? Bán hết luôn đi, bán hết còn thử luôn đấy, con kia luôn đó. Hai lô bên kia hả? Hai lô kia là sao chị giới thiệu luôn đi. Bán thôi, còn cái lô trong là còn 40 triệu mét đó, dân tính với nhau đó. Mày quá đói bụng rồi. Mày cũng phải 150 mét. 325 mét. À. Ngang 15 mét. Giá 40 triệu một mét. À. Đây là well, vậy là cái thành cái bức tường kia đúng không? À lô này hả? Lô này cũng đâm đường 41 triệu. Mày bán rồi. Vậy là lô này cô chú cũng ngang 15 nè, cũng hướng biển, view biển. Đây từ bên đây que hết vách tường này, anh đi lên để coi coi. Đây là lô đây. Đứng lên đây là nhìn xuống là thấy biển nè. Nhưng mà xây phải xây thì nó như thế kia thôi đó, nhìn đây xây lên trên đây là mình sẽ xuống nhìn xuống dưới kia. Bên này thì có mấy nhà dân còn ấy, còn bên nhà dân thì nó hơi chán xíu, còn qua bên kia thì nó sẽ thoáng hơn. Nó qua thoáng bên kia. Chị Ngọc ơi, bên kia có lô nào không? Qua cái biệt thự bên kia kìa, không nhớ hả? Nói chung là thôi cứ liên hệ chị Ngọc đúng không? Cô chú anh chị mà quan tâm cái lô nào trên dãy này thì liên hệ Hùng. Hùng sẽ cho cô chú anh chị gặp chị Ngọc. Chị Ngọc có nhiều sản phẩm lắm. Ý là hai cái lô này với lô bên kia là giá rẻ đúng không? Có nghĩa là cái dãy bên thoáng thoáng kia là 50 không hả chị? Còn cái lô kia là diện tích xây dựng từ đó, nhưng mà bán liên nó là không mà lẻ.
ở đấy nha, phía bên là đất biệt thự này. Biệt thự là chỉ xây được 13 mét chiều cao. Còn ở đấy là xây dựng tự do 7 tầng này. Phía bên này là xây tự do này. Thường thường một lô bên này chỉ ngang 4 mét thôi, nhưng mà cái lô của ông Đức Lạc nó là 12 mét á. Là cái bê lô phía trước cây chỗ kia, cái chỗ dù á. 240 mét đó. 340 mét. 240 mét là cái lô liền cặp nhau, em quay lô đó chưa? Dạ chưa. Ba cái lô mà chị bảo em gửi đứng quay xuống đó. À, cái là cái lô cái dù á hả? Ừ. À. Thôi bao gồm vậy được rồi, đi ra vào bên trong lô là rất mệt lắm đó. Dạ thôi vậy thôi, ba chị Ngọc. Không, một lô nữa, đi một lô mà à, đi làm mà cứ than biết à, khổ ghê. Rồi đi. Nhiều khái hả? À? Ok. Lô này hả chị? Lô này là lô này mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Dạ. Dạ. Ngày xưa là 100 triệu, còn bây giờ chị chưa cập nhật hả? À. Mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Lô này bao nhiêu mét vuông? Ngàn năm. Tổng diện tích lô này là 120 mét. À. Tổng diện tích lô này là 120 mét, ngang 5 mét. Dạ. Bên kia là bến du thuyền luôn cô chú anh chị. Đi qua bên kia. À. Đó bến du thuyền rồi đó. Giá này là 100 nè, tổng diện tích là 130 mét nè, ngang là 5 mét nè. Hai sổ hả? À, hai sổ một chủ. Đi vô đây đứng là nhìn ra ngoài là thấy. Đây đường Phạm Văn Đồng nè cô chú. À, chưa cập nhật. À. À. Hỏi cho nên là trước hỏi có bạn hay chưa? À. Cái bộ đồ ấy đó. À. Ok, xong chưa? Một lô nữa. Một lô nữa là nghỉ về ăn cơm đúng không? Có kiểu quái bên dưới cho chị. Dạ. Chị đi hang trong đen đỏ được không? Được. Còn nhiều lỗ lắm, mệt lắm.
từ từ chứ không có lẽ một bữa mất mấy chục ngó. Cái này á là 67 triệu một mét. Tổng thương lượng cái này diện tích của nó là 271. 270 mét. Ngang 11. Trong khu Đông Đô đó. Ba. Thì lý do đất đỉnh á, cho nên là đất thì vẫn còn, nhưng cập nhật cái thông tin giá cả thì lô này chỉ không được chính xác. Chứ họ gửi chỉ là 67 triệu một mét. À. Tại thì chưa cập nhật. Ok. Đây con chú, lô đất mặt tiền được Phạm Văn Lộc. Tư bông hả? À, thì làm ăn có hiệu quả đâu mà không bán. Chào bên đây, quay bên đây. Đang ngang bên đây. Lại cô chú anh chị. À. Hành lang 10 mét. Nên bên trong là trồng gì? Trồng chuối hả? À. Xây biệt thự chứ không phải xây dựng tự do. Chỗ này trồng chuối trong đồ tùm lum của chú, lô này để xây biệt thự thôi. À, đứng đây là nhìn vô trong núi Cô Thiên, phường Vĩnh Hòa này, khu dân cư đường đệ này. À.